Tôi thấy hôm nay bạn đánh tôi thế nào rồi? Ha ha ha. Cô đang làm gì thế? Anh không sợ thua thằng vua cờ bạc này à? Không đủ xấu hổ sao? Tôi phải chiến với anh ta để giành vị thế qua cờ bạc chứ. Nổi tiếng trong và ngoài nước về việc thắng đậm tay chơi nước Pháp. Pisson, thần cờ bạc người Pháp, người tuyên bố chưa bao giờ thua. Anh Xin ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông này. Hóa ra là, anh ấy chính là vua cờ bạc người Pháp mà anh Xin đã biết qua báo chí truyền thông. Thần cờ bạc Vicasson. Thần cờ bạc người Pháp. Ông phải chiến thắng hắn, tôi đã đặt cược cao cho ông. Đánh bóng đôi giày của tôi. Chỉ một cái nhìn của thần bài người Pháp, đã thấy hết các quân bài cách xa vài mét. Anh Xin lập tức nhận ra, sức mạnh siêu nhiên của người này là không thể đùa phao úp. Phải hết sức cẩn trọng với ông ta. Canh bạc này không chỉ là về chiến thắng. Cuộc so tài giữa anh Xin và thần cờ bạc người Pháp, nó liên quan nhiều hơn đến sự an toàn của Thượng Hải nói chung. Ván bài bắt đầu. Tôi muốn một thẻ thuốc lá. Anh ta sử dụng sức mạnh siêu nhiên, đặt ba chồng bài trước mặt. Đó là một trong những sở cứu của thần bài, xứng đáng là thần cờ bạc của Pháp, một đối thủ đáng gờm của anh Xin. Hãy đoán xem anh Xin thế nào. Vẫn bình tĩnh, chưa có gì xảy ra. Tôi đây, anh Xin không chịu thua kém ai. Xếp ba bộ bài lại với nhau, sử dụng sở cứu đặc biệt của mình, chồng bài bắn lên và uốn lượn như con rắn nghe nhạc ấn. Quay đi quay lại nhìn muốn chóng cả mặt. Ê, thần bài người Pháp hét lên. Nghe điều này, anh Xin quăng đòn chốt hạ, con rắn đang uốn lượn. Anh Xin cho phóng thẳng vào mặt thần bài người Pháp, nhanh chóng thu hết lá bài trở lại như cũ. Anh Xin trêu tức và tỏ vẻ tình bờ. Sơ kiêu này của anh Xin nhận được tràn pháo tay rất lớn của mọi người. Sau màn dạo đầu, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Ngay khi hai lá bài được chia, anh Xin đã thu nhỏ tất cả chúng. Thần cờ bạc phải không? Chơi lớn nào? Chơi! Tao đâu sợ mày. Không sợ thì chơi đi. Không xem bài chơi luôn. Dám không? Thần bài người Pháp xem lá bài hai chuồng. Ông thần bài người Pháp đồng ý theo tất cả, như lời thách đố của anh Xin. Rõ ràng chắc chắn bài của thần bài người Pháp đã thắng. Anh Xin xem lại lá bài lại phát hiện bị đổ lá bài khác. Sơ kiêu xoa lá bài của anh Xin luôn thường thấy trong phim. Xoa bài để đổ lại lá bài khác hòng thắng đối phương. Ông người Pháp cũng cùng sơ kiêu, xoa xoa. Anh Xin xoa xoa hồi lâu rồi mở ra. Tá hỏa và hài hước ở chỗ lá bài trên tay anh Xin là hình anh đạo diễn tài ba Vương Tịnh. Không, không phải hình này đến anh Xin hoảng hốt trong tâm trí. Khỏe. Anh chàng người Pháp cũng không khả quan hơn, xoa nửa ngày chỉ có một con 8 bích hiện ra. Vì sức mạnh của cả hai giống nhau, nên việc hai lá bài không hiển thị chật lất là kết quả không mong muốn của hai thần bài. Lúc này, lượt xoa bài thứ hai của anh Xin đã hoàn thành. Lần này, người đẹp Trương Mạn Ngọc lại hiển thị lên lá bài. Trời đất ơi, đến anh Xin hốt hoảng, rồi cũng lấy lại bình tĩnh và theo dõi cảm xúc đối phương. Anh Xin cố gắng lấy lại tinh thần xoa bài tiếp, vừa xoa lá bài lại vừa đổ mồ hôi hột. Anh Xin hoang mang. Mặt khác, đối thủ của anh Xin cũng xoa nhiệt tình. Lá bài như muốn bốc khói, để có được quân bài lớn nhất, cả hai bên, tất cả hai thần bài đều phải làm lại và nhiệt tình hơn. Không ngồi bình tĩnh nữa, anh Xin đứng lên và xoa. Ông thần bài người Pháp cũng phải đứng lên. Mọi người chứng kiến cũng căng thẳng theo dõi, mỗi người một sát khí, mỗi người một mong muốn khác nhau. Tín hiệu quá mạnh, ánh sáng phát ra từ hai bàn tay của hai thần bài, xoa bằng tay rồi xoa lá bài luôn xuống mặt bàn. Và cả hai bên đều bị thấu chi, vận động hết sức lực, anh Xin đổ mồ hôi và chảy máu mũi. Thần bài người Pháp giả vờ bình tĩnh. Hãy mở thẻ bài. Được rồi, ông số trước đi. Ông là số một thế giới, ông đưa ra trước đi. Này anh bạn trẻ, sợ thua à? Gã người Pháp đáp trả. Đúng rồi, anh Xin chấp nhận. Ông thần bài người Pháp cũng không muốn xô bài ra. Vậy thì chúng ta đừng lại và chia tiền. Ý kiến hay đó, mình dừng lại và chia tiền thôi. Ủa, hai anh bạn đang làm gì vậy trời? Điên à? Thôi in đi. Người lớn nói chuyện trẻ con đừng ngắt lời. Cả hai người họ đều biết, thế là đã đạt được một sự đồng thuận ngầm. Bàn tay này đã hết tác dụng rồi sao? Phải chơi lại chướng ai? Một anh áo đen nói nhỏ với anh Xin. Đã hết năng lượng, anh Xin thủ thỉ, không thể tiếp tục được. Vòng này đã xem như huề, để vòng sau tranh thủ thắng cho bằng được. Vòng thứ hai bắt đầu, đối thủ người Pháp tiếp tục chiêu trò của mình ở ván này. Mọi người trật tự để vòng hai bắt đầu. Giữ gìn sức khỏe để xoa tiếp vòng hai, không cần quan tâm. Coi bài đi kìa, lá số 2. Hãy bắt đầu, nói tốt. Tốt và chơi. Được rồi, chơi luôn. Điều này thật thú vị, để tôi nói cho bạn biết nhưng anh Xin là menu khi thấy lá bài ba cơ. Tôi có thể nói một nửa trước được không? Dĩ nhiên là không. Tôi cũng biết. Ông có muốn tôi chỉ không? Anh Xin nhìn vào lá bài của mình. Anh Xin hoang mang tính toán nước chơi. Nhưng những quân bài sau đã mang lại sự tự tin cho anh Xin. Anh Xin đề nghị tăng tiền cược. Vân vân. Tôi muốn tăng tiền cược. Bao nhiêu? Tao chơi tới. Cái đầu của mày. Mày nghĩ sao? Đúng. Anh Xin sung lên. Thêm cái đầu là thêm cái đầu. Tao đâu sợ. Cô xuống chết dưới tay tên cặn bã này. Hôm nay tôi sẽ cắm đầu hắn vào đầu tôi. Mày bị tâm thần à? Thằng điên. Mày sợ rồi sao? Chết nhát thì tôi không thắng. Cắm đầu của Gingui vào đầu của mình. Lấy vàng thôi, không cần cái đầu của hắn. Hắn ta chỉ là thú cưng của Kawashima, không có quyền từ chối. Khi nào đến lượt mày phát biểu? Mày chỉ làm công ăn lương. Sao lại lên tiếng?
Chỉ cần làm đúng nhiệm vụ được rồi anh bạn nhỏ. Mày tưởng mày là ai? Phải chờ ý kiến của mày. Ê thằng con nít danh, xem đây này. Ngon lành chưa? Đây nè, ngon không kém, còn lá cuối, chưa biết ai hơn ai. Sự lo lắng thấy rõ trên gương mặt anh chàng người Pháp, anh xin liền xem lá bài còn lại. Anh xin tự tin lên giọng đòi thêm cá cược. Tôi muốn cá cược với ông anh và cha mẹ của ông anh, dì hai và chú ba, và cô yêu si cầu còng Asimer đứng đằng kia, cộng thêm cha mẹ, cô dì chú bác của bà ta, và người đứng đầu của 18 thế hệ tổ tiên của bà ta. Ngay khi anh xin nói xong, Kamashima Fangsi đột nhiên hoảng sợ. Nhanh lên và ông phải ra tay thôi. Mau thay thế lá bài của anh xin. Suy nghĩ khá nhanh, anh áo đen đồng ý mệnh lệnh. Bắt đầu vận khí công. Thấy vậy, anh xin nhanh chóng lật bài tẩy của mình ra xem. Đúng là có chuyện, thằng ba cơ tự nhiên biến đổi thành ba chuồng. Với lá bài này, anh xin thua chắc luôn. Anh xin tức giận trước chiêu trò đối thủ, định kiếm chuyện. Nhưng anh áo đen đứng cạnh ngăn lại. Hai người hoang mang khi thấy lá bài bị thay đổi. Anh áo đen phe đối thủ cũng vừa đi qua và có vài lời chọc tức anh xin. Thắng là vua thua làm giặc. Hey hey hey, anh ta mỉa mai đi về lại chỗ cũ. Anh vua bài người Pháp quá mãn nguyện khi xem lại năm lá bài của mình. Anh ta ép anh xin mở lá bài cuối lên. Được rồi, bạn đã đọc 18 thế hệ tổ tiên của tôi rồi phải không? Anh hùng quá mở bài ra đi. Ủa, hello? Có camera xung quanh theo dõi. Lật bài đi, chuyện gì sẽ xảy ra?